Vâng ạ. Lê Tuấn đang review cho chúng ta một siêu phẩm của Nhật Bản. Chiếc xe Furukawa. Xe xúc lật các anh ạ. Một đẳng cấp, một siêu VIP của Nhật Bản. Furukawa 6 máy, 4 bánh khổng lồ. Máy đang zin hết từ A tới Z các bác nhé, của công ty Phúc Khang. Hôm nay công ty Phúc Khang yêu cầu Lê Tuấn lên để review em Furukawa 6 máy. Máy còn zin xịn, vỏ thì đã mòn. Nhưng tất cả mọi cái còn zin của em nó một màu vàng, cực kỳ với phong thủy của các bác. Bác nào đang cần chiếc này để xúc lật, tức là cho ăn, cho rác ăn. Đó nha, chiếc này ưu điểm của nó này, rất mạnh. Rất mạnh ở thứ nhất là em nói các bác một cái gầu xịn sò các bác này. Gầu này nhá, gầu 2 khối. Nó dài 24. Đấy, nó cao 1 mét. Đấy, độ sâu 80 phân. Đấy các bác. Đấy, có ken thêm tất cả mọi cái bằng gang để cho chúng ta rất bền vững. Xe vẫn còn làm. Đây, công ty Phúc Khang đây các bác. Đấy, hai rất nhiều và xe. Thì Lê Tuấn đã review chiếc xe này của công ty Phúc Khang. Thì tại sao công ty Phúc Khang bán chiếc này? Bởi vì này, chiếc xe này điểm yếu của nó là không xúc lên cao được, nhưng chỉ cho ăn các bác nhé. Đấy, cho nên bác nào mà cần xe đang xúc cát, xúc đất và cho máy ăn thì các bác nên lấy chiếc xe này về với giá tiền 320 triệu. Xe cực kỳ mạnh, cực kỳ dã man và nói chung còn zin hết từ A tới Z. Để biết thêm chi tiết thông tin, em vẫn báo các bác bốn vỏ thì nó la răng thì rất xịn sò, đang zin nguyên bản các bác nhá. Tất cả mọi hệ thống bơm nhớt và xi lanh và tất cả mọi cái về bê tông. Đấy, về tây biên chứ không phải bê tông các bác nhá. Còn zin nguyên bản, nguyên đai nguyên kiện. Furukawa. Và vỏ thì mòn các bác nhá, vỏ này mòn nhưng mà còn rất gì là rất tốt chứ không phải là bình thường. Về vỏ có nhất các bác nhá, thông số của vỏ thì chúng ta biết rồi, chúng ta không cần nói. Nhưng nói về tất cả các ti đây, để nâng cái dàn này thì nó toàn bộ bằng sắt 4 phân dày dặn nhất, đẳng cấp nhất các bác nhá. Đây này, nó tư tất cả mọi ấy, nó đang quản tất cả vũ vê và tất cả mọi cái. Đấy, từ tất cả các điểm mấu chốt, từ các cả cái này còn riêng hết bác nhá. Đấy, thì kiếng thì bị vỡ trước, bị ấy băng vào nhưng vẫn chưa, vẫn chạy tốt và mọi cái hoạt động đang bình thường. Chủ ra giá chúng ta là 320 triệu. Bác nào cần trong kênh của em, nếu lướt qua hoặc không lướt qua thì gặp bạn bè anh em ai cần thì hãy chia sẻ cái video này đến với mọi người để cho mọi người, anh em trong nhà hoặc cả bạn bè đang cần những hỏa lực mạnh để tấn công, để tranh đoạt. Đấy, thì các bác sẽ điện cho Lê Tuấn 0394 326 198. Chiếc này nha, đấu giá đang nguyên đai nguyên bản nguyên kiện các bác. Đấy, mọi máy móc đang zin hết các bác nhá, và chỗ ngồi đang còn nguyên xi, cabin đầy đủ, có cả tất cả máy lạnh thì có nhưng mà chưa lắp, còn tất cả mọi cái la rô và rất chỉ là dễ sử dụng cho chúng ta. Cabin có cánh cửa đàng hoàng các bác nhá, em không cần lên nhưng đây có chỗ lên đàng hoàng, một bậc, hai bậc, ba bậc đây, và em lên cho các bác xem. Rất dễ, rất đơn giản, thô sơ nhưng mà cực kỳ là đẹp. Đấy, cabin xịn sò, hàng của Nhật thì chúng ta biết rồi đúng không ạ. Đấy rồi, ok, có thấy chưa, ghế này rất chi là tuyệt vời. Rồi, tất cả mọi cái đơn giản của Nhật thì rất chi là bình thường và đơn giản. Rồi, em đi vào máy. Đây, máy 6 máy các bạn này. Đấy, sáng sủa vì lúc này trời cũng chuẩn bị mưa. Đây, nói chung đang zin hết từ A tới Z các bác nhé, lại chưa đụng bất cứ một cái nào. Đó. Đấy, coi nè. Đấy, nó đang tróc ra những cái nước sơn zin của nó. Đấy, các bạn này. Đấy,
tạm thời hôm nay em review bởi vì trời mưa các bác nhé. Đây này. Cho nên là em phải về sớm. Lúc này cũng là 5 giờ rưỡi. Đấy, cho nên em chỉ review sơ bộ. Nếu qua video này bác nào sẽ cần mà đang cần cái loại này, hỏa lực mạnh này để chuẩn bị dành trọn. Đúng không? Hoặc là bác nào muốn cần cái loại này để tặng cho Israel để tấn công Hamas. Đấy, thì điện thoại cho em 0394 326 198, em dẫn các bác đến và dùng hỏa lực này để tấn công làm bất cứ một cái gì mà các bác đang cần để nó các bác nhé. Đấy, và cuối cùng thì em Lê Tuấn cũng đã xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người anh em đã trên mọi miền tổ quốc đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Nhớ cho Lê Tuấn một like cũng như là động lực của Lê Tuấn luôn luôn đi cùng năm tháng với các bác đi tìm cái chán của người ta, đúng không ạ, về làm cái sung sướng nhất của mình. Mà những cái gì em cũng đang nói trên kênh, đúng không ạ, xe cộ các bác thích các bác thay, đúng không ạ, các bác đang xài Isuki các bác thích Ford thì các bác thay xe Ford, các bác thích MTZ thì các bác bán Ford đi các bác mua MTZ, các bác không thích MTZ các bác bán MTZ các bác mua Juventus Alon Belarus. Đấy. Đấy, các bác mua Belarus rồi, các bác sướng nhất là vẫn là niềm tin của các bác vẫn là Belarus. Nhưng em vẫn nói bác là các bác thay đổi xe cộ được, riêng vợ là các bác không thay được. Các bác nhá. Nói em thật, vợ con không giờ thay được. Lê Tuấn vẫn nói với tất cả các bậc tiền bối cũng như anh em đang theo dõi kênh của Lê Tuấn, thay xe được nha. Các bác đam mê xe, các bác thích xe, các bác mua về, các bác thích mua cái này, các bác thích mua cái kia. Các thích mua hai ba cái được. Nhưng mà vợ chỉ một vợ mà không bán được. Chỉ thế là xài. Các bác nhá, mà cũng không lấy được vợ thứ hai, mà cũng không lấy được vợ thứ ba. Muốn lắm. Đấy, Lê Tuấn cũng muốn, ai cũng muốn, bác nào cũng thích nhưng không được. Đó là cái tâm lý cũng như tất cả con người yếu tố của luật pháp Việt Nam không cho phép. Còn riêng về ngành xe các bác thích, đó là quyền của các bác quyết định, đam mê thích cái nào các bác mua cái đó các bác nhé. Đấy, và cuối cùng thì em Lê Tuấn cũng vui với các bác một chút trong ngày chủ nhật. Đấy là niềm đam mê của mỗi người. Và các bác đã đi rất nhiều, đúng không? Của những hai ba đời của các bác hai ba chục năm. Đấy, về ngành máy cày. Nhưng hôm nay em lại nói chuyện về vấn đề xe trúc lật. Thì trong nhà chúng ta ai cần xe trúc lật, các bác nhắn giùm em. Điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198. Công ty Phúc Khang đang cần bán chiếc xe trúc lật Puru K3 với cái giá 320 triệu, 6 máy, đỉnh cao của chốt các bác nhé. Rồi cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều và hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn.